Nếu anh em có nhu cầu mua nick hoặc là thử vận may, lên ngay shoptng.vn, shop nick chính chủ nhất của kênh Tràm Game. Gặp sự cố sẽ được bồi hoàn lại 100% giá trị cho anh em. Anh em cứ yên tâm nhé. Xin chào tất cả anh em. Yeah, phiên bản mới hé lộ dần dần cho anh em rồi, và chúng ta ở trong phiên bản này có 3 vị tướng và 2 bộ trang phục được làm lại. Yeah, làm lại là một cái điều rất là tuyệt vời nha anh em. Cùng tìm hiểu về nghe nhé. Đầu tiên là vị tướng Natalia được xóa đi và chỉnh sửa lại cái ngoại hình cực kỳ chất ngầu này. S rất là thích nha anh em, tại vì càng ngày càng sexy cơ mà. Chắc hẳn nhiều thánh soi thì đồng dạng giống S thế nào. Và cái bộ trang phục thứ hai đó chính là Triệu Vân Quang Vinh. Rất ít khi mà một cái bộ trang phục Quang Vinh lại được sửa lại. Anh em thử nhìn xem nó chất và ngầu ra sao rồi đúng không nào. Nhìn cảm giác rất là lạnh lùng boy kiểu thiết giáp vệ của bằng ấy. Ok, ngoài Triệu Vân ra, chúng ta đương nhiên là phải để ý đến từ vẻ ngoài, mặt trước mặt sau nha anh em, mới thấy được sự thay đổi chính xác của vị tướng này. Và đương nhiên không thể thiếu được đó chính là bộ trang phục phi công trẻ của Phái Ô, được chỉnh sửa lại nhìn non nớt và đáng yêu hơn. Không còn cái gọi là cái mũi V-line kia anh em ạ. Bây giờ là chúng ta chuyển sang cái mũi tẹt cơ. Hợp với chúng ta hơn đúng không nào. Và đương nhiên là nội dung chính hôm nay không chỉ là giới thiệu 3 vị tướng và trang phục được làm lại đâu. Đó chính là rat của Spec ở trong trận đấu của AIC 2019. Vậy là chúng ta chuẩn bị tiến vào trận đấu bán kết của IGP Gaming đối đầu với Black Team. Và trong trận đấu đó là hai đại diện từ Việt Nam nha anh em. Nhưng trong cái thời gian chờ đợi, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng các pha thao tác tay kỹ thuật của Xuân Bách, của vị tướng Black. Tại sao em lại thích Black? Đơn giản, tướng này rất mạnh ở trong hiện tại nha anh em. Một sự can thiệp quá khó chịu. Khi mà anh em đánh ở đánh cao hoặc là đi team 5, việc trợ thủ can thiệp rất nhiều ở cái đường mid và đường rừng là chuyện hết sức bình thường. Vậy nên anh em nhớ hết sức cẩn thận nhé. Chúng ta hãy cố gắng lát hit lính để có thể lấy được cái lượng vàng tối đa nhất. Trước đây thì S từng làm một cái trận đấu Rat của Xuân Bách đối đầu với team Nhật Bản ở cái vòng bảng rồi nha anh em. Còn đây là tứ kết nhé. Đương nhiên là tứ kết sẽ heo hơn, tại vì đối đầu với Xuân Bách đó chính là Hắc. Chúng ta phải gọi là cuộc đối đầu của các nhà vô địch, tại vì Hắc đội tuyển Hàn Quốc từng vô địch AIC nha anh em. Và Xuân Bách chúng ta đương nhiên hiện tại là nhà vô địch thế giới rồi. Nhà vô địch và cựu vô địch. Và đồng thời đây là cuộc đối đầu của hai kèo hot nhất hiện tại ở đấu ranh, đó chính là Rat và Chrissy. Đương nhiên khi đối đầu với Chrissy thì Rat chắc chắn ở đầu game sẽ khá là thiệt thòi. Thứ nhất là cả lính chậm hơn một chút này, chưa kể cái lượng sát thương cấu rỉa mà Chrissy gây ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ farm của Rat nhé. Điểm hay và điểm chung của hai vị tướng này đó chính là đều có khả năng, đó chính là check tầm nhìn ở các bụi bằng trí thức của mình. Rat là chiêu 2, Chrissy là chiêu 1 nha anh em. Và nếu anh em để ý thì đây là hai vị tướng và hai người chơi có lối đánh khác nhau. Nếu là Hắc thì là lối đánh dồn toàn bộ tài nguyên và sát thương để có thể tăng tiến sức mạnh nhanh nhất cho vị tướng Chrissy. Thì Rat của Spec lại là một trường hợp ngược lại, có thể chia sẻ kinh nghiệm, tài nguyên cho người đồng đội là đi rừng của mình. Và kể cả đó là trợ thủ để có thể có đạt cấp độ quan trọng. Và đương nhiên rồi, đó là nhờ chất tướng nhé. Tại vì anh em nhớ rằng Rat của Spec là một cái lối đánh hy sinh, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ vàng và rất nhiều tài nguyên khác. Có thể đây là một pha ca team. Khi mà phát hiện ra Pudui thấp máu thì team địch đã vào ngay của rừng đối phương. Nên mới nói, ở trong đầu game, cho dù anh em đánh ở bậc đánh nào, à không, chúng ta hãy nói ở bậc đánh cao đi, bậc đánh thấp thì quan tâm quái đi. Tại sao? Tại vì ở mấy cái bậc đánh thấp thì cho dù là có cướp rừng vào thì vẫn cố mải farm ở đường của mình thôi, chứ làm gì quan tâm đến đồng đội đúng không nào. Thì việc trợ thủ, thứ nhất là trợ thủ lộ tầm nhìn, và thứ hai là trợ thủ bị thấp máu ở các giai đoạn, thứ nhất là rồng này,
giai đoạn đầu game này, thì việc bị cướp rừng hoặc là xâm lăng rừng hay là bị trích tầm nhìn rừng là một vấn đề xảy ra cực kỳ đơn giản và rất là phổ biến. Vậy nên ta mới nói vai trò của trợ thủ là vô cùng quan trọng. Nếu mà bạn đang đánh mà trợ thủ bị làm thịt thì coi như là thôi xong. Các bạn phải rút lại tất cả mọi ý tưởng tấn công, tại vì chúng ta mất đi người trích tầm nhìn và mất đi người kiểm soát tầm nhìn nhé. Ví dụ như là nếu bạn cầm trợ thủ và một vị tướng khác ra rừng của tướng địch để mà phá, thì nhất định khi đó địch sẽ phát hiện ra là chính là thằng trợ thủ này nó hung thủ bùa rồi, và nó sẽ đi ra cướp rừng của mình ngay. Đó một vài đặc điểm mà anh em phải chú ý. Và thứ hai là chính là tại sao Tân Bách lại không đi qua đường ở cái đường bờ sông kia. Đơn giản, khi mà anh em đang ở đánh cao và đặc biệt đi team 5, chúng ta tuyệt đối gần như không thể đi được ở cái đường gần bờ sông này, trừ khi anh em có check được tầm nhìn và chúng ta có tầm nhìn để đi, chúng ta mới sử dụng thôi nhá. Tại vì đó là các vị trí vô cùng nguy hiểm, chưa kể đối phương có con bài cấu rỉa rất là khó chịu ở các bụi cỏ từ Lindis này, hay là khả năng tấn công tầm xa từ Clissy. Nói chung là đường đó là đường nguy hiểm, nên các bạn khi đi gank là chúng ta phải đi vòng đằng sau bùa xanh bùa đỏ, và chúng ta tuyệt đối không đi qua các đường cạnh bờ sông, trừ khi anh em có đồng đội để bắn trích tầm nhìn hoặc là anh em phát hiện ra tướng địch ở trên bản đồ nhé. Đó là các yêu cầu nho nhỏ nhất mà người đi mid hoặc là người đi solo đường khác cần phải chú ý. Nhiều bạn ở đánh ở rank thấp đấy thì thường hay đi qua cái đường bờ sông thẳng tiến và đi qua các bụi cỏ thì thường hay bị bắt bài và gank chết lẻ rất nhiều. Đây rồi, trời ơi, một mạng đầu tiên cho Xuân Bách. Và thứ hai, khi các bạn đánh các vị tướng cần khả năng định hướng tốt, ví dụ như là Elsu, Grak và Grak. Nhiều bạn tâm lý yếu sẽ bị mất bình tĩnh và mất cảm giác tay khi mà anh em đá vài phát trượt liên tục. Khi đó, nếu mà đồng đội nói là cái thằng ngu này sao mày đá trượt liên tục vậy, khi đó các bạn lại càng tâm lý nhá. Vậy nên, anh em đừng quá quan trọng việc các bạn đá xịt hay là đá trượt chúng. Máy từ từ bình tĩnh, thở thật sâu và cố căn chỉnh thật tốt trước khi chúng ta tung ra pha bắn nhé. Tại vì các bạn cần phải nhớ rằng, ví dụ như là Eri của chúng ta, hay các bạn hay gọi là Eri đi nhưng mình thích gọi là Eri, thì đánh Elsu có thể không có đến mức độ tỷ lệ chính xác, hay đánh Slim tỷ lệ chính xác chỉ khoảng là 70% các pha lao mắc chúng thôi. Nhưng mà tại sao lại đạt hiệu quả cao? Tại vì ở trong các pha giao tranh tổng và pha giao tranh quan trọng, Eri luôn bắn chính xác và choáng tấn công mở giao tranh bất ngờ vào các vị trí quan trọng. Tức là ở trong các pha bình thường có thể trượt không sao cả, nhưng mà ở trong pha giao tranh quan trọng và các pha dứt điểm thì rất là cần thiết, và họ đã thể hiện được điều đó mới là quan trọng nhất. Giống như Grak chẳng hạn, các bạn ở trong trận có thể chỉ có 70% tỷ lệ kéo chúng mà thôi. Tại vì ở rank càng cao, để mà kéo chúng càng khó, đòi hỏi anh em phải hack náo rất là nhiều, mà cũng chẳng biết lúc đó đủ có cầm náo được hay không. Và đã cũng như vậy thôi, Elsu tương tự như vậy. Trong các pha giao tranh quan trọng hoặc là các pha dứt điểm, chúng ta phải cố gắng chính xác như có thể để tạo ưu thế cho đồng đội. Nhưng mà ở trong pha thông thường, trượt không sao cả, đừng suy nghĩ nhiều về các pha bắn trượt đó, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của anh em nhé. Quan trọng chúng ta muốn đánh hay hay là muốn đánh tốt bất kỳ tướng gì, đầu tiên là phải di chuyển, thứ hai là giữ vị trí, thứ ba là tâm lý nha anh em. Đó là ba thứ quan trọng nhất. Tại vì khi anh em có trình cao rồi ấy, vị tướng nào anh em đều có thể chơi được. Ad đảm bảo với anh em như vậy luôn. Quan trọng là di chuyển, giữ vị trí và tâm lý của anh em khi đánh các vị tướng đó. Và đương nhiên là trước khi đánh anh em phải đọc, nói chung là tâm điểm tướng nhá, để chúng ta có thể sử dụng tối ưu nhất. Hoặc là xem qua một người nào đó chơi qua thử, để chúng ta biết cách được combo hiệu quả và chính xác. Yeah. Wow, tốc biến rất là nhanh. Pha này là một pha rút lui rất là hợp lý của Tân Bách, tại vì ăn quả kéo từ chiêu cuối của Tao Z thì xác con mẹ nó định luôn anh em ạ. Anh em được biết được rằng chiêu cuối của Roshi nó đáng gờm ra sao mà. Một cái trụ free. Đơn giản đúng không anh em? Chúng ta chỉ cần cấu rỉa cho máu kẻ địch thấp thôi là kẻ địch buộc phải bỏ trụ để mà giữ lấy người. Nên chúng ta đôi lúc không nhất thiết là phải hạ quân được đâu, chúng ta chỉ cần cấu rỉa là đủ rồi. Khá là trâu, chơi rất là an toàn. Pha vừa rồi nếu mà phát hiện ra tầm nhìn của con quy sớm ấy, thì Ad tin chắc rằng Xuân Bách và đồng đội sẽ đánh. Tại vì pha đó là chúng ta không có tầm nhìn của quy,
và chúng ta không có tầm nhìn của Greasy, đánh là quá mạo hiểm. Liên tục check. Điểm rất là hay của Rat đó chính là cái nội tại nhá. Nội tại có thể đảm bảo cho anh em có thể là xuyên qua địa hình hẹp và giúp cho anh em di chuyển một cách nhanh chóng và bớt tốn thời gian nhất. Hiện tại nếu anh em cầm Rat Auto đi rank có được không thì S đảm bảo là được nha anh em. Vị tướng này rất là phù hợp với khá nhiều cái đội hình. Bản thân S thì rất là thích đánh Rat tại vì S đánh Khaleesi nhiều lắm rồi. Mùa trước thì có đánh Khaleesi, mùa này đánh Khaleesi. Cái đấy thật là nhìn Khaleesi S văn ngán. Thành ra là S rất là thích đổi gió một chút mà các vị tướng mạnh kiểu như là của Rat tội gì đúng không nào. Biết nhường mạng với nhau phết anh em ạ. Ôi trời ơi, fan này là không hợp lý rồi. Ông Xuân Bắc thì bảo là ông nào đánh cái con Katheni ta, đặt còi hay là Eri ta, nhờ Eri anh em. Ông Eri thì bảo là Xuân Bắc ăn đi, còn Xuân Bắc thì bảo là mày ăn đi. Trời đất, thế là sống rồi. Đôi lúc đánh cái kiểu hy sinh muốn chăm chút cho đồng đội có vẻ như phải là kết hợp là tốt nha anh em. Không là tự dưng lại các ý tưởng thiên tài kết hợp với nhau thì rất là khổ. Anh em cần phải biết rằng khi các bạn đánh vị tướng Rat, vệ đánh Khaleesi thì nó khác nhau nhé. Rat thì có thể đánh theo kiểu lối hy sinh cho đồng đội là tốt, nhưng mà Khaleesi là một vị tướng mỏng manh thiếu cơ động. Nên ưu điểm của vị tướng đó chính là khả năng cấu rỉa và sức sát thương khổng lồ để mà áp đảo giao tranh. Nên gần như là hoàn toàn không có chuyện gọi là chia sẻ tài nguyên quá nhiều trong đội đâu. Tại vì chúng ta cần phải tăng tiến cái lượng vàng thật là nhanh. Tại vì Rat nếu mà tăng tiến chậm cùng đồng đội, lượng vàng ngang trợ thủ chẳng sao cả. Tại vì Rat của chúng ta còn có gì? Rat của chúng ta còn đó chính là khả năng khống chế. Khả năng khống chế rất nhiều từ chiêu 2 và cả bộ combo của mình. Rất là phù hợp để giao tranh cùng đồng đội. Nên mới nói, cho dù Rat của chúng ta tăng tiến sức mạnh có thể chậm đôi chút, nhưng không sao cả. Lợi ích trong giao tranh là tuyệt vời. Còn Khaleesi lại khác nha anh em. Khaleesi mà thọt vàng ấy, gãy ngứa cho đối thủ thôi. Nên đó là sự khác biệt của hai vị tướng limit đó. Anh em cần phải hết sức chú ý nhé. Liên tục cấu đi à. Chúng ta chỉ nên băng vào và sử dụng chiêu quê dứt điểm các mục tiêu yếu máu và đảm bảo các bạn có thể rút về được, hoặc là trừ khi ở trong các pha giao tranh tổng các bạn có nhiệm vụ ở trên là bắt chủ lực nhé. Còn không thì chúng ta cứ ở đằng xa cấu lìa lìa thôi, như vậy đủ khó chịu rồi. Thực sự thì sự đáng sợ của Rat mà mình phải đối đầu thì đúng là cấu lìa lìa rất là khó chịu nhá. Rồi ai ăn đây? Vâng, ông này nhường thằng kia. Và kết quả cuối cùng là cái đây đã nhận được. Liên tục kiểm soát tầm nhìn. Khi mà anh em đấu rank, đặc biệt ở cái rank cao hoặc đi tiên 5, hơn nhau ăn thua nhau là cái tầm nhìn nha anh em. Khi mà chỉnh của anh em bằng nhau đấy thì tầm nhìn và kiểm soát bản đồ là điều mà các bạn ăn thua ở cái địch và có thể lấy lợi thế từ đó để thể là biết được chúng ta nên gank đâu, phòng thủ ở đâu, hỗ trợ như thế nào và né gank ở các thời điểm quan trọng. Một cái đặc điểm mà anh em đi rank cần phải chú ý đó chính là nếu mà gặp tướng địch ép ở đường rồng, ví dụ tướng địch ép đường rồng đi, thì nhất định team bạn sẽ phản công hoặc là tấn công vào một vị trí nào khác, ví dụ như là ở đường tà thần. Nên nếu bạn là người đi slow đường và là một trong hai trường hợp ở bên trên đấy thì hãy cẩn thận nhé. Wow, end game thôi anh em ơi. Omen và Greenock qua thấm rồi, một cú đá tuyệt vời từ Xuân Bắc. Ok, cảm ơn anh em xem clip này nhá. Đừng quên like, share để nhiều bạn biết hơn và chia sẻ kinh nghiệm cùng sự thay đổi của phiên bản mới với Rat Xuân Bắc nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Goodbye, see you again. Nếu anh em có nhu cầu muốn nick hoặc là thử vận may, liên hệ shop tng.vn.
Subnic chính chủ nhất của kênh Tràm Game. Gặp sự cố sẽ được bồi hoàn lại 100% giá trị cho anh em. Anh em cứ yên tâm nhé.